Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bado Official. Và ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cái cách in giáo án cho các cô giáo và một số điểm lưu ý khi chúng ta thao tác làm sao cho nó vừa nhanh mà nó vừa đúng với những cái ý đồ mà của khách hàng đưa cho mình. Thì ở đây mình có một cái file của cô giáo gửi cho mình đây. Mình sẽ down xuống. Thì sau khi down xong thì mình mở ra như thế này. Thì các bạn thấy đây là cái file giáo án mà mình sẽ in, thì trên đây các bạn sẽ thấy là tổng cộng số trang của nó là 31 trang. Và giáo án này thì có cái ấy, thì khách hàng yêu cầu là in một mặt và có tờ thì in hai mặt. Thì để trước tiên mà chúng ta kiểm tra giáo án này có công chỉnh được hay chưa thì chúng ta sẽ vào trong cái phần layout này và chúng ta sẽ vào phần size để chúng ta kiểm tra. Thì các bạn thấy đây là khách hàng đang để ở giáo án ở chế độ later. Tuy nhiên mình sẽ chuyển nó về là cái file A4 để cho mình cân chỉnh cho nó dễ nè. Khi in ra thì nó cho nó đẹp. Chúng ta sẽ cân chỉnh của A4 đây. Thì các bạn biết nếu mà khi cân chỉnh của A4 đây thì các bạn sẽ cân chỉnh lại lề. Thông thường một số khách hàng thì có nhiều khách hàng thì chỉnh trên file Word rất là tốt. Và khi đó mình chỉ chỉnh là mình in thôi. Còn một số khách hàng thì đa số là hầu như lớn tuổi thì rất ít tiếp xúc với phần Word. Vi tính nên là cũng rất là bỡ ngỡ trong cái vấn đề này, do đó mình sẽ giúp người ta chỉnh lại. Thì đầu tiên các bạn nít vào trên cái thanh thước nè, hai cái thì để mình chỉnh. Thì đây các bạn sẽ thấy có một cái phần trên đó, khách hàng chỉ để nó 0,79, nó chưa tới 1cm nữa. Thì do đó cái này mình sẽ để lại, nếu mà theo đúng tiêu chuẩn của nó, tiêu chuẩn của kho văn bản là đây là 2 nè, các bạn chỉnh 2, trên đây cũng 2, bên right này là 2 và bên lép này là 3 2223. Thì mục đích của lép này là để sau khi mà cân chỉnh thì cái phần lề này nó rộng hơn nè, để khách hàng có thể là kẹp hoặc là đóng gáy thì nó sẽ trừ ra cái phần tài liệu nó dễ hơn. Và sau đó cái phần Mutula Paper là các bạn nên chọn về ở cái chế độ là Mirror Margin, tức là ở chế độ này khi mà chúng ta in hai mặt thì mặt trước và mặt sau sẽ trùng khớp với nhau và để in cho nó dễ. Khách hàng sẽ thấy nó cái tài liệu mà đem ra nó sẽ đẹp. Sau đó chúng ta bấm OK thì các bạn thấy đây là kích thước. Tuy nhiên ở đây khách hàng muốn chọn là có cái in hai mặt, ví dụ như đây là cái thử kho biểu này thì chỉ riêng một cái kho biểu thôi thì sẽ chọn hai mặt. Thì chúng ta sẽ có hai cách in như sau. Thứ nhất các bạn sẽ đưa cái này xuống nè, và đối với khi gặp trường hợp như thế này, khi gặp trường hợp các bạn sẽ thấy là hai trang nó dính liền với nhau như thế này nè, thì các bạn hãy đưa con chỏ chuột tới cái chỗ cái lằn chỗ này. Khi các bạn thấy hai con chỏ chuột có hai cái mũi tên lên xuống thì các bạn lít hai cái vào thì nó sẽ hiện ra như thế này, để các bạn nhìn rõ nha. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh thứ nhất là khi chúng ta sẽ dùng bấm Ctrl B luôn, chúng ta sẽ bấm lệnh in luôn và chúng ta sẽ chọn máy in. Sau đó chúng ta sẽ chọn hai mặt. Đối với những cái dòng máy mà photo á, dòng máy photo á thì hiện tại thì nó đều có gắn về cái cạc in hết, máy nào cũng có gắn cạc in hết, do đó các bạn thoải mái thao tác và in trên máy photo. Thì đây mình đang sử dụng máy Sony 4075 thì mình sẽ chọn vào Queen Roberti nè, và sau đó các bạn vào trong cái phần duplet này các bạn xả xuống. Thì ở Open Toilet, tức là muốn in hai mặt thì chúng ta sẽ chọn Open Toilet. Thì để mà in hai mặt luôn thì chúng ta sẽ chọn luôn là Open Toilet ha, Open Toilet và chọn hai mặt. Còn các bạn chọn off là in một mặt và open toilet. Sau đó các bạn chọn khay, ở đây mình sẽ chọn khay 2. Và sau đó chúng ta bấm OK. Thì ở đây, ở trang số 1 thì nó là một trang, thì các bạn bấm vào trang số 1 để chúng ta in. Tức là mình chúng in một mặt thì chúng ta sẽ in như thế này. Chúng ta sẽ in. Đây chúng ta chân chỉnh rồi, bây giờ bấm tóm số 1. Ở đây là số 1 thì chúng ta in một bộ thì chúng ta bấm đây, một bộ. Rồi sau khi in trang 1 xong thì xuống trang 2 thì cũng là một trang thì ta bấm tiếp Ctrl B và ta bấm đây số 2. Tại những cái thao tác mà mình chọn nó đã chọn hết rồi, và bấm số 2 và ta bấm in thì nó sẽ chạy ra. Còn đối với đây nè, các bạn sẽ thấy một số cái phần nó bị lệch như thế này thì do cái khách hàng người ta chỉnh đó, thì các bạn cứ đưa vào đây và các bạn kéo cho nó làm sao cho nó, các bạn kéo căn chỉnh lại cho nó vừa. Có một số file khách hàng copy từ cái file này qua file kia nên là nó sẽ nhảy lung tung á, do đó khi mà cái
khi mà kiểm tra in đó thì các bạn cũng cần chỉnh lại cho khách hàng luôn một tí này. Rồi đối với cái này thì ở đây các bạn sẽ thấy là trang 2 nè, trang số 3 và trang số 4, trang số 5, số 6 và trang số 7, tức là nó đây là một file liên kết với nhau, nó theo là một file từ đầu đến cuối của nó là nó cùng cái nội dung của nó là như thế. Thì bây giờ mình sẽ in, mình sẽ bấm Ctrl B và sau đó các bạn chọn đây nè là từ số 3 đến số 7 và chúng ta bấm print, tức là nó sẽ in từ hai mặt, nó sẽ in hai mặt từ trang 3 đến trang 7 đó. Chúng ta cứ như thế và chúng ta sẽ bắt đầu in hết ha, bắt đầu in xong tới trang 7 thì các bạn cứ in từ từ, in hết tới trang 71. Đó là cách thứ nhất. Còn đối với cách thứ hai thì chúng ta làm như sau. Cách thứ hai á thì thông thường á, nếu mà để in cách thứ hai thì đối với cái trang cái tờ có biểu này là một, thì nếu mà các bạn cách thứ hai á, là mình sẽ chỉnh một loạt xong sau đó mình in luôn, thì do đó như thế này, mình sẽ enter cho cái phần này nè, cái phần môi trường nó sẽ xuống là phần trống, tức là khi xuống đây là phần trống. Thì ở cái phần này tức là khi mà trang 1 in ra thì cái phần trống này là nó sẽ nằm ở phía sau của trang 1. Thì khi mà in hai mặt thì các bạn chỉnh từ trên xuống dưới luôn. Ví dụ đây sẽ chỉnh thì ở cái phần này mình sẽ cho nó xuống nè. Khi mà các bạn nhớ là khi mà chỉnh xuống ở trang lẻ, ở trên thẳng là cái trang đó nó sẽ qua hết ha, cái trang đó nó sẽ đây nè. Ví dụ như đây là cái trang số 4, đây là trang số 4, thì mình in ra hai mặt là sẽ nó thành được hai tờ. Do đó là khách hàng yêu cầu cái này chỉ có một mặt thôi, là nó nằm riêng biệt thì nó phía sau nó sẽ là phần trống ha. Đó, do đó chúng ta sẽ chỉnh hết từ trên xuống dưới như thế. Các bạn chỉnh hết từ xuống dưới xuống dưới thế nha. Ví dụ ở đây là còn là trang 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 ở đây thì nó là trang 9, nó còn lẻ một tờ. Nếu mà các bạn để đây mà các bạn in luôn đó, thì nó sẽ chạy qua bên cái phần giáo án đây. Do đó là các bạn sẽ tách cái phần giáo án này xuống nữa, thì cho nó nằm ở trang, cái trang trống thì nó nằm ở trang chẵn, thì nó sẽ khi mà in ra thì cái trang 9 này với trang 10 thành một trang, nó sẽ trống với nhau đó. Rồi các bạn cứ thế mà các bạn làm, khi nào các bạn chỉnh hết từ trên xuống dưới ha, các bạn chỉnh hết từ trên xuống dưới, chỉnh sao cho nó hết đủ 31-33 trang. Điều đó nó sẽ xuất trang, nó sẽ dày ra thành 33 trang. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta in plot. Tuy nhiên có một số điểm lưu ý là khi các bạn in đó, thì các bạn khi mà các bạn in thì các bạn nên nhìn tổng thể lại cái file giáo án của khách hàng. Thì ở đây khách hàng đang làm ở phần tiêu đề nè, thì phần cái phần header và header thì ở đây người ta có làm phần tiêu đề và đánh số trang và tên. Thì nếu mà ở cái giáo án này thì các bạn nên chú ý là ở giáo án này thì mình chỉ áp dụng một cái phương pháp thứ nhất thôi, tức là mình sẽ in từng tờ một, in từng tờ một, tại vì nó đánh số trang thì mình không thể nào mình cắt ra một trang trống thì ở đây nó là phía sau là thành số 2 được. Thì như vậy là cái giáo án thì rất là xấu. Còn đối với cách thứ hai là mình chỉ áp dụng cho những giáo án nào mà không có đánh những phần tiêu đề như thế này hoặc là đánh số trang thì nó sẽ phù hợp hơn. Do đó là khi mà các bạn làm nhận một cái file in của khách hàng thì các bạn phải hỏi ý khách hàng là in như thế nào, in một mặt hay hai mặt, giáo án đó là in một mặt từ trên xuống dưới hay là in hai mặt. Có nhiều khách hàng thì các bạn chỉ cần chỉnh thôi, hỏi có nhiều khách hàng các bạn chỉ cần chỉnh là sao cái nội dung nó vừa đủ trang, họ không phân biệt được là phần nào riêng biệt hết, thì họ chỉ muốn là in từ trên xuống dưới luôn, thì các bạn chỉ cần chỉnh làm sao mà cho nó vào trong đủ số trang thôi, đủ trang cân đối là người ta in. Ví dụ in một loạt như vậy thì người ta sẽ in thôi. Còn đối với khách hàng mà kỹ hơn một chút đó, thì ra tách riêng từng phần, ví dụ từng nội dung người ta sẽ tách riêng ra với nhau, từng cái môn học người ta sẽ tách riêng với nhau. Do đó là mình sẽ khi mà mình nhận một cái file tài liệu của khách hàng thì mình phải kiểm tra lại hết những cái ý của khách hàng làm như thế nào, và mình sẽ coi khi nhìn vào một cái file thì mình sẽ biết mình in được cách nào. Và theo mình thì các bạn nên chọn ở cách số 1, tức là mình sẽ chọn luôn là một lần là in hai mặt, nhưng mà mình sẽ bấm số trang từng trang mình in, thì như vậy mình cảm thấy nó sẽ bớt sai sót hơn trong quá trình. Nếu mà các bạn chỉnh từ một loạt ví dụ như khi mà xuống những cái trang dưới mà các bạn chỉnh mà các bạn không khéo, có thể nó sẽ bị hư hết những cái loạt sau. Do đó là theo mình các bạn nên là bấm Ctrl B và bấm số trang từng in. Ví dụ như trang 1 thì các bạn bấm trang 1, ví dụ như từ trang 3 đến trang 7 nó cùng một nội dung thì chúng ta bấm từ 3 đến trang 7 và chúng ta sẽ tiếp tục. Đó.
Đây, video này mình muốn chia sẻ một số một chút cái kinh nghiệm của mình trong quá trình xử lý in giáo án cho khách hàng. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn, hoặc là một số các bạn nào vừa mới mở tiệm photo thì các bạn cũng đỡ bỡ ngỡ hơn. Nếu các bạn xem xong cái video này thì các bạn có thể là làm theo, hoặc là những bạn nào có cách hay hơn thì các bạn có thể là để bình luận phía dưới để cho tất cả các bạn có thể là theo dõi và học hỏi thêm. Video của mình chia sẻ đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem và bấm like để ủng hộ tinh thần cho video này nhé. Và nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Vado Official thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông, và khi nào mình có chia sẻ những cái video mới lên thì các bạn có thể nhận được thông báo và theo dõi video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn làm việc ngày càng hiệu quả và thật đắt khách. Bye bye.